Rồi, chào các bạn đến với kênh Anh Thợ Da Chai nha các bạn. Hôm nay mình bán thêm một mớ đồ nha các bạn. Cái này là đồ mình mua lại của người ta nha các bạn. Mình mua lại của người xài nha, người ta quả, người ta tốn tiền người ta bán nha các bạn. Nhưng mà mình để hổm rồi mình không có coi. Tới mình để trong bọc nha. Mà cái này thì mình để mình quảng cáo cái đó trước nha. Cái nồi này thì mình bán anh em nào mà có mua thì mình bán nha. Bán mua cũng vẫn còn rẻ nha anh em. Nhanh tay thì còn mà chậm tay thì hết nha. Nói chung ra thì nó như gì nè. Thì mình giặt ra mình mới thấy nha. Hồi nào giờ lúc mình mua tới giờ mình không để ý luôn. Đó. Cái này mà anh em nào mà đi đồng hay hoặc là đi làm đi đem đồ ăn ha là hết sảy nha, hay hoặc là ủ để đồ ăn giữ nóng ha là ngon lành nha. Hay hoặc là làm kem làm gì đó là chất lượng. Đây nè. Cái nồi này mình giặt ra mình mới thấy nè, cái này nó bị tét nè các bạn, thấy không? Ở trên đẹp mà ở dưới nó tét nha, tét mà tét lớp ngoài nha. Rồi bây giờ từ từ mình dở ra cho các bạn xem nha. Nhưng mà rất cứng nha, cái này không thành vấn đề nha. Nó tét cái vỏ này không sao hết trơn á. Đây thì nó có cái, nó cũng như cái gầm ên vậy các bạn, mà gài gì nè, đó đó. Mình mở ra, mình dở nắp ra cho các bạn xem đó. Đây cái nắp nó gì nha, cái nắp nó đặt nha, đó, cái nắp nó thổi bọng gì nè, đó, liền luôn, đó, là các bạn đó, nó dày hai lớp nè, thấy không, giống như cái tô mình vậy á, nó bằng inox nha, không xét nha, ở trong nó có một cái nắp nữa, một cái nắp, đó, cái nồi này tương đối nặng nha các bạn, đó, rồi xong xuôi phải không, hai bên hông nữa nè, có hai cái chấu gài, ha, hai cái chấu gài. Rồi bắt đầu mình dỡ cái này lên nè, mình dỡ cái xô lên. Đây cái nơ xô này là nó hai lớp nha các bạn, đó, một lớp luôn, một lớp dày. Xô này rất là dày luôn, cái nồi này rất dày, các bạn mà có thể đem ra các bạn nấu được luôn. Bây giờ các bạn mua về đây nè, nó bự nha, nó bự bằng cái nồi hai lít gần 2.8 lít á. Đây nè, cái này nè, nó có một cái đè dưới rất là ấy nha, các bạn đem nấu lửa được bình thường nha. Còn không mấy vui vui về cắt cái này ra, cắt ba cái mài ba cái chấu ra mài xuống, mình lấy cái nồi không mình xài, mình bỏ cái nồi ngoài ha, giữ lại. Cái nồi này là hai lớp nha các bạn nè, ở trong nó còn mới tinh luôn nha, không có bị xét, không bị mục gì luôn nha, cứng nhắc luôn, chất lượng luôn đó. Mình không biết nó làm cái gì mà để ngoài ha, hoặc là nó nấu ha, để dính cái nước gì đó nên nó mới bị chỗ này ha, không ảnh hưởng gì hết nha. Cái nồi này á không có gì trên nha các bạn, mới tinh luôn nha, rất cứng rất nặng. Là nguyên cái nồi này á thì mình mua lại của người ta kẹt tiền, người ta quả các bạn, mình ta bán mình cách đây cũng khoảng là gần 5 tháng à. Gần 5 tháng, 4 tháng mấy, gần 5 tháng rồi mình mua, mình tính để đó là xài đó. Rồi thành thử ra nè, như cái cà mên vậy các bạn, thấy không, là chạy ra trong hai lớp, ở ngoài hai lớp nữa. Mình không biết cái nồi này người ta sử dụng như thế nào nha, nó bự đó các bạn đó. Đem đồ ăn đồ đi đó là bảo đảm là không bao giờ đổ, không bao giờ gì hết trơn. Dở cơm mà đi đồng là nguyên một đại gia đình ăn luôn. Rồi để mình coi coi nó bao nặng nha. Đây cái cân của mình là 30 kg nha các bạn. Là gần 4 kg các bạn. Cái nồi này anh em nào mà mua lại mình, nó bị một chút xíu lớp ngoài thôi nha, không ảnh hưởng gì hết trơn nha, dưới lít thôi chứ trên không có gì hết trơn. Ví dụ như anh em nào mua về á, thì anh em nào mà khéo tay á là lắp một miếng inox tròn, inox tròn cho nó inox tròn mới á, bắt đầu mình hàng đây cái là ngon luôn rồi. Nồi này mình bán 250 nha, không bao ship nha, không bao ship nha. Anh em nào nhanh tay thì lụm nha, nồi này rất là im luôn nha. Mình để bọc á, bữa nay mới lục ra thôi. Đó, để bọc này nè các bạn. Đó. Rồi kế tiếp là mình bán một cái lo này. Đó, cái lo này mình bán giá là vừa bán vừa cho luôn, 100k. Đó. Về anh em bán đồ biển đồ gì đó mình không biết. Nhưng mà về anh em cắt ngang đây nè, cắt ngang đây cũng được ha.
lấy cưa sắt á, cắt vòng vòng đây nè, cắt bỏ lấy cái khúc gì là xài với cái nụ trong là xài. Cái lo này còn nguyên nha các bạn. Đó, đây là mình để vô mình thâu, mình bây giờ mình không biết đường bấm thâu thôi. Anh em nào biết thì tận dụng nha. Này là cái băng keo nó còn luôn nè. Đó, băng keo bọc còn luôn thấy không? Chưa lột cái luôn nè. Nè. Lột cái mới tinh nha. Mình lột cái luôn đi. Đó. Rồi giờ mình đúc, mình không có cho cục pin nha. Đó, mình đúc cục pin vô thử cho các bạn xem. Nghe nha. Trả điện thoại cho tao, trả điện thoại cho tao, trả điện. Đó, anh em nào mua về mua cục pin 18650 để vô là giao bán, giao bán tôm càng xanh tươi sống đó. À, một ký nửa ký 70 ngàn tôm càng xong xanh tươi sống. À, hoặc là giao bất cứ chuyện gì cũng được nha, giao bán rồi là mình tự mình bấm mình thâu vô, mình tự mình mò mình cài nha. Có xài quen thì biết nha, tôi không biết nha. 100 ngàn nha anh em, không bao ship nha. Rồi kế tiếp, là mình bán cái này. Cái này là đầu tiên là mình chào hàng. Cái này là cái lò này mình mới vừa mua được của khách ha. Nó bị dợp nước sơn đây, nó bị dợp nước sơn các bạn đó, thấy không? Nó dập nước sơn bên hông và đây cọng dây của nó là nhớ gì đó, cọng dây như dây bằng ủi các bạn nè, hiệu nó nè, cho anh em xem, nghe đồ tiêu rồi đây nè đó, 220 V 1000 W ha. Thì lò này là lò nướng nha các bạn, nó bị dập nước sơn của cái vỏ không, không có bị mục, không bị gì hết đó, dập nước sơn ha. Về cái này mình lấy cái máy mài á ha, hoặc là mình lấy mình cạo ra, mình sơn lại sơn mới ha đó. Nhưng cái này nó dập có một chỗ kìa kìa thôi, đằng trước cũng có luôn. Về mình dặn cái vỏ ra đó, chỗ này vòng vòng ha, mình quay nó bằng tay, cầm tay nó hơi quơ nha các bạn thông cảm nha. Đây kế tiếp là nó như gì, mình cho xem cái địa hình hết luôn, hết chung nguyên cái máy luôn à. Các bạn thấy không? Đó, này này là dập nước sơn lên chứ không phải mục nha. Mình chỉ cần chà, mình gã ra mình chà rồi cái vỏ này mình sơn lại, sơn xịt lại là mới tinh. Còn cái mặt tiền này thì ok, mặt tiền này không có chóc. Mặt tiền này thì anh em về anh em ấy này sạc, tại vì cái đồ người ta để lâu chứ không phải là đồ người ta xài mà nó hư nha anh em. Rồi mình sẽ chào hàng cho anh em xem. Đây, cho anh em xem hết luôn. Đó. Này nó chóc nước sơn nè. À, không có bị, không bị mục nha đó. À, nếu mà anh em làm biến thì đem về để dĩ xài, đây là thằng xẻ đó. Rồi bây giờ cái lò này á, thì nó chắc chắn nó hiệu này nè các bạn, hiệu này nè, Gali đó. À, ở dưới dặn xuống đây á, này dặn xuống đây thì mọc ruột, ruột trên nấu xuống, còn ở đây thì ruột dưới nấu lên, thấy không? Còn trên đây thì hai ruột nấu trên nấu dưới luôn đó. Ở trên đây á là cái nhiệt độ, anh em muốn nướng bao nhiêu nhiệt độ rồi có đầy đủ nè đó, từ 150 đến 250. Còn ở dưới đây á thì cái gà giờ, anh em không dặn cái này là nó không hoạt động, gà giờ là mình còn luôn nghe không đó. Rồi cái đó đến là cái nội thất. Cái nội thất là anh em khỏi chê. Đây lò này đã mình nói là khách không có xài. Nè anh em thấy không? Chưa từng xài luôn nha. Đó. Trong đây là mới 100% luôn. Đó, để người ta để không xài thôi, nhưng mà cái ruột nó hơi gỉ. Là bằng sắt mà các bạn, lâu ngày nó hơi gỉ hơi thôi chứ không, ruột là ok nha. Vậy anh em lấy nhám đánh sơ sơ nha. Đó, anh em lấy nhám đánh sơ sơ nha. Cái này nếu mà anh em mua thì mình nhét, mình tháo cái dĩ ra ha, mình để vậy mình nhét mớp từ đây dài lên đây luôn, ở trên dài xuống và chèn cho cái ruột này nằm cố định luôn đó, sành sứ rồi không này thấy không đó, nó có trong đây là nó có một cái dĩ luôn nha đó, một vào một cái cây này để lấy cái dĩ ra đó đó. Rồi cái này các bạn, cái này nè mình kéo lên nè, nó gờ nè, kéo lên phải không nè, kéo lên đẩy lên ở dưới, đẩy lên ha, rồi bắt đầu mình bật ra, rút ra thấy không,
Còn ngoài mình đưa vô thì mình đưa ngay hai cái cà lấu kẻ này sắn lên, bắt đầu kéo xuống cái là rồi đó, hai cái này là rời hết toàn bộ, thấy không? Ở trong này mới tinh lên, ton này ton lạnh nè các bạn đó, thấy không? Hai bát dắt nè đó, mới tinh luôn nè đó, 100% luôn nha. Cái lò này mình bán 300.000 đó. Mình cái này là với nhám trà sơ sơ cái rồi, còn anh em thợ, nếu mà anh em thợ mua về đó, trà sơ sơ là lau dễ sạch lên là xài, nướng bình thường không có gì hết. Trong nội thất này người ta chưa từng nướng, là nếu mà nướng là có giá đóng này đóng nọ nha các bạn. Nhà giàu ta để nó không xài các bạn. Còn cái này mình chào hàng, còn nếu anh Thành anh thấy thì ảnh sẽ mua đó, ảnh mua liền á. Đây là quá rẻ, mình bán 300 nha, bằng cái bếp giá bếp kia luôn đó. Tại vì mình mua nó đẹp luôn nè, mới tin luôn. Chỉ còn cái nội thất ở ngoài thì nói chung cái này về mình gã ốc ác đồ ra, ai biết gã ốc ác ra cào chùi cạo sơ sơ cho sơn 30.000 xịt lên mới tin. Bếp rất là xịn luôn. Rồi bây giờ mình test, mình nướng cho mình thử cho các bạn xem nha. Nói nãy giờ chứ chưa có hoạt động, thử đi rồi mình sẽ thảy nguyên cái này lên cái căn cho các bạn xem đó. Đây mình kiếm điện, thấy không? Cái đèn không à, nó trả về không là tắt nha, thấy không? Thì mình dặn hai ruột nè, thấy không? Bây giờ mình dặn lên đó, giờ dặn nhiệt độ lên 250 luôn, thấy không? Cái này rất là an toàn nha, 250 để cho các bạn xem, chỉ mới tin luôn nha các bạn đó. Mới chầm chầm luôn, vị mới tin luôn đó. Vàng ở trong là mới tin luôn, khỏi chơi. 300.000 cái dĩ thôi là 30-40.000 rồi, cũng 30-40.000 cái dĩ miếng cá rồi đó. Còn cái sườn này đó, mình để chờ cho bạn xem cái này nha, coi cái ruột này nó có đỏ không nha. Nếu mà nó nóng mà nó không đỏ nó mới ngon đó. Ù mà hồi nóng ngon vậy ta. Này mình có ghi mình thử rồi nha, hai ruột là bình thường, còn chuyện chạm mát là không có nha các bạn. Lò nướng V3 này rất an toàn mà im nữa. Mấy người mà ba nướng này nướng nọ là mua về là xài gia đình là hết sảy, để gì lau chùi sạch sẽ thôi, kệ nó chóc đâu chóc, cạo cạo chùi sơ sơ cái rồi lau sạch lên xài ok, khỏi sơn nữa. Còn vụ tay thợ là rồi ngon. Để mình để thử coi nó đỏ thành ruột không nha. Thành ruột nhìn thấy nó hơi 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 rồi đó. Các bạn thấy không? Thấy chưa? Nó dạ ra cái giò của mình nữa bạn. Dạ tí rồi. Đây. Và nó nóng nó đỏ lên không nha. Cái này là ngon các bạn. Cái ruột mà nó mau đỏ nó mới mau hư nha, còn ruột nó không mau đỏ là cái ruột nó mới ok đó các bạn. Nóng, hơi nóng ngon luôn. Còn ngoài đây á, bạn nướng đồ á, bạn gờ vô đây nè, không ảnh hưởng gì hết nha, không ảnh hưởng cái nhiệt nóng nha. Nó vẫn nóng mà nóng nóng hơi hơi à. Còn ở trên đây á, thì ví dụ mình nướng cái lò này nó đỡ nhiệt nóng hơn cái lò trước nha. Lò trước thì ví dụ mình nướng nóng quá mình gờ lên đây là coi chừng phỏng tay. Mà còn cái này lò nướng này ha, các bạn để trong bếp á, các bạn có thể để đường lên đây được, keo đường keo này có nọ đó, keo bằng thủy tinh đó, để này các bạn xài là không có kiến nha đó. Để một trong một cái gian bếp đồ nóng ngon quá, cái hơi nóng nó ra luôn các bạn. Mà ở ngoài nó không nóng nha, ngoài vỏ này không nóng nha, còn ở đây nó mắm ra nè, thật nóng ghê luôn. Nóng. Cái này về nướng gà nướng vịt đồ, hay là nướng cá nướng cà nướng phai nướng đồ tất cả luôn các bạn. Đó, mua bắp về nướng nó nổ bụp 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 luôn, cái gì cũng được trơn. Dây này mình tưởng bắt đầu mình tưởng đâu là thay vé rồi, rút ra nè, nóng rồi, nóng quá nóng rồi, không có đỏ ruột các bạn. Ruột này ngon, mẫu lò này tốt chứ. Mình bán 300 nha, anh em nào nhanh tay nha anh em. Rồi để mình thảy lên, mình thảy nguyên cái lò lên cái căn ra nó bao nhiêu nha. Thì còn cái nồi này là mình bán 250 nha, còn cái này thì mình bán 100 nha. Mình thảy nguyên cái lò này lên trên cái này coi nó bao nhiêu nha các bạn. Đó là nguyên cái này luôn nè đó, cái căn này thấy không, căn 30 kg của mình. Rồi để mình bỏ lên mình quay điện thoại tiếp nha.
Đây cái lò này là 6 kg yếu một tí nha các bạn, 6 kg yếu một khía nhỏ thôi. Đó là nguyên cái lò nha. Anh em nào mua phải cân nhắc đi cái tiền phí ship nha, cũng có nhiêu tiền vài chục ngàn nè. Rồi còn cái này á, cái này thì nó mấy ký nè. Để lại coi. Cái này là mấy ký đi, quên rồi. Cái này 4 ký yếu một tí. Nói chung ra anh em mua cái này á, là anh em mua về anh em đựng đồ nóng được nè, trong là giữ nóng được luôn nè. Rồi đựng làm kem được luôn á các bạn. Tại vì cái nồi trong á, cái nồi trong mình có thể mình để nước ở dưới á, để nước trong cái lòng nồi cho nó nóng, rồi bắt đầu để đồ ăn vô, giữ nóng đồ luôn, tất cả luôn. Còn ha, hoặc là giữ lạnh cũng được luôn. Còn cái đích này thì nó không thành vấn đề các bạn, tại vì mình không có xài lửa. Mấy cái loại nồi này không có xài lửa, cái này mình kiếm miếng toan inox á, cái kêu thợ nó hàng là đẹp, còn mấy để đi xài luôn, không sao chứ, không ảnh hưởng gì hết. Nồi rất là nặng nha. Quay rất là chắc chắn nha, dày luôn nha, inox nha, không xét nha. Rồi, gói này là 300 nha. Anh em nào mua thì tất cả là chịu tiền phí ship nha. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha. Ai nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết nha. Rồi, chào tạm biệt các bạn.